Tri thức tốt xin chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin được gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích đến từ kênh tin tức tri thức tốt. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với thông tin chi tiết. Nhìn chung, trong năm mọi vấn đề đều trở nên khó khăn hơn rất nhiều, mưu sự khó thành, tâm tính vì thế cũng có nhiều thay đổi. Trong năm, bản mệnh cần tích cực tu dưỡng bản thân, giữ thái độ đúng mực, tránh khẩu thiệt, hại thân. Về phương diện công việc, trong năm nay, phương diện công việc của con giáp này có thể phải đương đầu với rất nhiều vấn đề không như ý. Khó khăn, áp lực chất chồng thử thách sức chịu đựng của mệnh chủ. Nhiều khi vì chán nản, mà nảy sinh suy nghĩ muốn bỏ giờ ngang trường hoặc chuyển việc. Điểm báo còn cho thấy họa thị phi bùa vây, nguyên nhân cũng vì bản mệnh đang ở độ tuổi có cái tôi rất cao, tuổi trẻ ngạo mạn, hành xử không khéo léo nên dễ chiêu họa vào thân. Đặc biệt là khi gặp kẻ xấu rào bẫy, khiêu khích lại càng khó giữ được bình tĩnh. Bản mệnh nên chấn trình bản thân, đề cao thu thần dưỡng tính, tránh tự gây rắc rối cho bản thân. Áp lực lớn nhưng nếu biết nhẫn nhịn, dám đương đầu thì mọi chuyện cũng sẽ suôn sẻ. Bạn cũng nên nghe theo lời khuyên, nhắc nhở của trưởng bối để không gây ra hậu quả đáng tiếc. Về phương diện tài chính, vận trình tài lộc của bản mệnh cũng không được khả quan cho lắm. Bản mệnh thường phải chật vật, đau đầu về vấn đề tiền nòng. Ngoài ra, bạn cũng nên tránh vì cái nông nổi của mình mà hành động thiếu suy nghĩ, rơi vào bẫy dập của kẻ xấu mà bị lợi dụng, lừa gạt tiền bạc. Ngoài ra, nếu bạn có thể, thì nên giảm bớt nhu cầu của mình lại, cố gắng tiết kiệm tích góp để chuẩn bị cho các tình huống xấu có thể phát sinh thì mọi chuyện cũng không đáng lo ngại. Về phương diện tình duyên, gia đạo, xem tử vi của đương số về vận trình tình duyên cho thấy, chuyện tình cảm dễ gặp kẻ tiểu nhân cố tình phá đám, gây chia rẽ đôi bên. Vấn đề này có thể khiến mệnh chủ bất an, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống và công việc. Muốn tình cảm vững bền, cả hai cần phải học cách bao dung và thấu hiểu cho nhau nhiều hơn. Đặc biệt, đừng vì cái tôi của mình mà hành xử tùy tiện, không quan tâm đến cảm nhận của người kia. Về phương diện sức khỏe, sức khỏe của quý bạn năm nay không được tốt lắm. Bạn sẽ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe liên quan đến vấn đề tinh thần, tâm lý, dễ gặp các chứng lo âu thái quá, nhiều áp lực bùa vây. Việc xuất hành đi lại trong năm cũng phải cẩn thận, kẻo vác quyệt xe cộ, tạo thành thương tật diễn tiến tử vi bản mệnh theo từng tháng trong năm. Tháng 1, đón xuân an yên, vạn sự như ý. Hãy dành thời gian tận hưởng những phút giây ấm áp bên người thân. Tháng 2, sức khỏe dồi dào, tinh thần phấn chấn, gặp tin tốt lành trong chuyện tình cảm. Tháng 3, nên thể hiện thái độ ôn hòa, chủ động nhường nhịn để tránh vướng phải thị phi. Tháng 4, hết sức tỉnh táo khi chọn lựa đối tác trong công việc làm ăn, làm việc cẩn thận tỉ mỉ để tránh gây ra sai sót. Tháng 5, tài vận hành thông, tình duyên tốt đẹp, công việc có nhiều chuyển biến tích cực. Tháng 6, thời vận lên cao, thích hợp để quý bạn thực hiện những dự định đã ấp ủ bấy lâu. Tháng 7, cuộc sống thuận buồm xuôi gió, không phải buồn lo suy nghĩ, tinh thần an nhiên, tự tại, sự nghiệp phát triển vững vàng. Tháng 9, đề cao cảnh giác, để tránh bị kẻ tiểu nhân hãm hại sau lưng, chủ động giữ gìn tài sản cá nhân. Tháng 10 hạn chế thức khuya làm việc, nên chú ý bồi bổ cơ thể nâng cao sức đề kháng. Tháng 11, tài vận hanh thông nhưng cũng không nên vùng tay quá chán. Tháng 12, vận may tới thấp, tài chính ổn định. Trong năm nay, quý bạn gặp sao kế đô chiếu mệnh. Sao kế đô hay còn gọi là kế đô tinh quân là vị thần trông coi thực tình. Kế đô là sao tam cử khóc bi ai, mang đến sự buồn khổ và chán nản. Đây được coi là một hung tinh cho cả nam mạng và nữ mạng. Chính vì thế, năm nào bị sao kế đô chiếu mạng, xem như năm đó quý bạn bị xấu. Người ta thường nói, nam la hầu, nữ kế đô, để chỉ cái khắc kỵ của các sao đối với phái nam và phái nữ trong năm đó. Người nam giới sinh hoạt bình thường, nếu có việc gì xảy đến cũng tiền hung hậu kiết. Theo quan niệm phong thủy của người xưa, sao kế đô chiếu mệnh gây ra nhiều sóng gió, thị phi, lao đao trong chuyện tình cảm, sức khỏe và tiền bạc, dễ sinh ra buồn chán, tình duyên lận đận. Sao kế đô hay còn gọi là kế đô tinh quân, là vị thần trong coi thực tinh kế đô, là sao tam cử khóc bi ai, mang đến sự buồn khổ và chán nản. Đây được coi là một hung tinh cho cả nam mạng và nữ mạng. Chính vì thế, năm nào bị sao kế đô chiếu mạng, xem như năm đó quý bạn bị xấu. Người ta thường nói, nam la hầu, nữ kế đô, để chỉ cái khắc kỵ của các sao đối với phái nam hay phái nữ năm đó. Sao kế đô được ví như bà hoàng hậu khắt khe, là hung tinh ảnh hưởng nặng nơi nữ giới. Tuy nhiên, nếu người phụ nữ đang mang thai gặp sao kế đô, thì lại gặp được nhiều may mắn. Công việc kinh doanh buôn bán thu được nhiều lợi ích, đường công danh sự nghiệp hành thông, thuận lợi. Thực tế, hàng năm, mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh riêng. Do vậy, mệnh chủ gặp sao kế đô cũng không cần quá lo lắng. Chỉ cần biết cách hóa giải vận hạn, làm nhiều việc thiện, đương nhiên mọi việc sẽ an bình. Cách thức cúng dần sao kế đô Mỗi tháng vào ngày 18 âm lịch đóng kín các cửa sổ trong nhà, dùng 21 cây đèn cầy, hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt ba cây nhang quay mặt về hướng chính Tây khấn vái. Thiên cung phân vĩ kế đô tình quân trên bàn đặt một tờ giấy màu vàng ghi tên tinh tú tọa bản mệnh. Thiên vĩ quan phân kế đồ tình quân. Dùng một cây rìu chặn phía trên. Lấy vài đỏ che kín bùa và rìu. Rồi đặt đằng sau ba nén hương đã dâng. Sau đó, mặt quay về hướng chính tây tính tọa. Trong khoảng thời gian từ 13 giờ đến 15 giờ. Qua 15 giờ đem bùa vào nhà bếp đốt là được. Trong năm nay, quý bạn gặp hạn địa võng. Theo các tài liệu thời xưa ghi chép lại, Gặp thị phi, khẩu thiệt, chớ nên đi với ai vào lúc tối. Không nên cho người khác ngủ trọ, tránh mua đồ lậu, hàng quốc cấm. Do vậy, gia chủ gặp hạn địa võng thì kỵ đi với ai khi trời tối, đồng thời chớ cho ai ngủ trọ và tránh mua đồ quốc cấm, đồ lậu. Cách hóa giải hạn địa võng Theo cách lý giải phía trên, hạn địa võng vốn là các chuẩn mực về đạo đức và hệ thống luật pháp quản lý xã hội. Gia chủ nếu không may vướng mắc nhẹ thì bị lên án phê bình của dư luận nặng thì bị xử phạt trước pháp luật. Các phương pháp hóa giải hạn địa võng bao gồm thứ nhất để tránh bị hiểu lầm, nghi ngờ về mối quan hệ thiếu minh bạch thì gia chủ không nên đi với ai khi trời tối nhất là quan hệ nam nữ tình ngay lý dần thậm chí người đó rất có thể là tội phạm mà có thể sẽ liên lụy tới bản thân. Thứ hai không nên cho người khác ngủ trọ trong cuộc sống miệng lưỡi thế gian vốn trăm đường lắt léo. Nhiều người nhàn dỗi, hiếu sự thường soi mói, bịa đặt ăn đứng dựng ngược, xuyên tạc cho chuyện gì không có cũng sẽ thành có. Chưa kể, việc cho người khác ngủ trọ mà người đó tàng chữ buôn bán đồ cấm hoặc vừa phạm tội, bỏ trốn, rất dễ mắc tội đồng phạm hoặc gây nguy hiểm cho bản thân và gia đình. Thứ ba, tuyệt đối không được tàng chữ trái phép hàng lậu, đồ quốc cấm. Đây hiển nhiên là các hành động vi phạm pháp luật có bị xử lý cũng không hề oan uổng. Trong năm nay, quý bạn Phạm Thái Tuế cần đề phòng những chuyện thị phi, tai bay vạ gió, nên nhường nhịn, tránh đối nghịch hoặc xen vào những chuyện không phải của mình. Thái Tuế còn gọi là Thái Tuế tình quân. Thái Tuế chính là mộc tình, sao mộc, vừa là sao, lại vừa là thần linh trong tế lễ dân gian. Theo quan niệm dân gian, Phạm Thái Tuế có thể thể hiện qua nhiều hình thức hại thái tuế sung thái tuế phá thái tuế hình thái tuế khắc thái tuế trị thái tuế vận trình năm hạn thái tuế trùng với tuổi cầm tinh có nhiều biến động gia chủ dễ sinh bệnh tật tâm trạng hay buồn bực sung thái tuế vận trình năm hạn thái tuế sung tuổi cầm tinh có nhiều sự xáo trộn trong cuộc sống có nhiều thay đổi lớn hình thái tuế vào năm gia chủ gặp hạn thái tuế hình tuổi cầm tinh đại diện cho năm đó thị phi khá nhiều, dễ có tai ương vô vọng như phá sản. Hại Thái Tuế Năm gia chủ gặp hạn Thái Tuế hại tuổi cầm tinh, đại diện cho năm đó dễ có kẻ tiểu nhân quấy phá, nhưng chưa đến nỗi phải kỵ. Phá Thái Tuế Năm hạn Thái Tuế phá tuổi cầm tinh, đại diện cho năm đó về công việc bị kẻ tiểu nhân ngáng trở, gây mất tiền tài, phá sản. Cách hóa giải Phạm Thái Tuế những người phạm thái tuế cần chú ý tránh những thị phi xung quanh, không nên tùy tiện tranh cãi hay sinh ra đấu khẩu với ai để có thể biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ và giúp cải thiện các mối quan hệ xã hội. Về cách cúng thái tuế thì phải có bài vị cùng với lễ vật như hoa quả và cúng vào đầu tháng 1 âm lịch để giải trừ tai họa. Rồi đến cuối tháng 12 âm lịch cũng phải dùng lễ vật cúng để tiễn thái tuế vì đã hết năm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của kênh tin tức Tri thức tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, mời quý vị để lại phần bình luận phía bên dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích nhất đến từ kênh tin tức Tri thức tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.